Lý Nhã Kỳ chính thức chốt thời gian tổ chức đám cưới sau khi bắt được hoa của Phương Lan. Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau. Chia sẻ sau hôn lễ của Phương Lan và Phan Đạt, Lý Nhã Kỳ khiến công chúng bất ngờ khi cho biết sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau, tức năm 2024. Nữ diễn viên úp mở hy vọng các đồng nghiệp sẽ giữ lịch nhưng chưa công bố cụ thể là ngày tháng năm nào. Tín hiệu quá rõ ràng và quyết tâm rồi nha. Anh chị em nghệ sĩ cứ đặt gạch giữ lịch trong năm sau giúp mình. Ngày tháng thì chưa biết, năm là có rồi, Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Trước đó, tại đám cưới của diễn viên Phương Lan vào tối ngày 20 tháng 11, Lý Nhã Kỳ đã bắt được hoa cưới. Nữ diễn viên bày tỏ đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến cho mình nên cũng thoải mái đón nhận. Chia sẻ của Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi nữ diễn viên hiện tại chưa công khai mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Nhiều người tò mò danh tính của chàng trai đã chiếm được trái tim của nữ hoàng Kim Cương sau biết việc. Người hâm mộ rất mong đợi ngày Lý Nhã Kỳ lên xe hoa về nhà chồng, tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau thời gian dài lẻ bóng. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, năm nay 41 tuổi. Tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, một trong những nữ nghệ sĩ thành công của sau biết việc, có nhiều năm làm nghệ thuật. Cô hiện đang là diễn viên và là doanh nhân. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Lý Nhã Kỳ còn được biết đến rất thành công khi kinh doanh, sở hữu khối tài sản khủng, giàu có. Chia sẻ về việc phụ nữ giàu có, nắm tài chính trong tay, Lý Nhã Kỳ từng bày tỏ, có lẽ điểm yếu của một cô gái giàu có vẫn là việc khiến phái mạnh e ngại khi tiếp cận. Để ở bên cạnh một cô gái bản lĩnh, thành công, đàn ông phải bản lĩnh gấp 10 lần. Nhưng ngược lại, đó cũng là điểm mạnh cho một người phụ nữ thành đạt. Tìm được một người như vậy, mình sẽ thấy an toàn hơn rất nhiều.